Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với hồi ức thời chiến. Anh em thân mến, nước trong thì không có cá. Việt Nam mình hiền quá nên cứ hay bị Trung Quốc nó bắt nạt. Hay Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng nói rằng, chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lấn tới. Ngược dòng về quá khứ, cách đây 47 năm trước, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, cuộc hải chiến một mất một còn ở Hoàng Sa đã xảy ra. Mà khi ấy, chủ quyền thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Quân Trung Quốc đã dùng những thủ đoạn đê hèn như thừa nước đục thả câu, ỷ mạnh hiếp yếu và coi thường luật pháp quốc tế để đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, âm mưu cá lớn nuốt cá bé. Thế nhưng, ngay khi Hoàng Sa bị thất thủ, lại lập tức ăn quả bơ đầy cay đắng từ Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đây chính là hậu quả của những đổi chắc giữa Mỹ và Trung Quốc, mà Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những tên lính đánh thuê của Mỹ. Nên chỉ biết gió chiều nào thì theo chiều đó, về rốt cuộc Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã nhận được lợi ích gì từ phi vụ của Trung Quốc. Trận hải chiến ác liệt đó đã diễn ra như thế nào? Không để mất thời gian nữa, 500 anh em hãy cùng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Để thấy rõ hơn lý do và mục đích chiếm Hoàng Sa của kẻ săn mồi Trung Quốc, chúng ta hãy đi ngược lại lịch sử của bọn này một chút. Vào năm 1949, khi thành lập nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc chỉ được phép kiểm soát rất ít các quần đảo, bãi ngầm tại Biển Đông. Và đương nhiên rồi, không có quyền kiểm soát luôn khu vực đảo Đài Loan. Thế nhưng, khi thấy được lợi ích từ tài nguyên thiên nhiên và giá trị kinh tế béo bở của các đảo này, Trung Quốc lại nảy sinh lòng tham quyết định kiểm soát bằng được tất cả các đảo thuộc Hoàng Sa, coi nó là bàn đạp quan trọng để thực hiện chiến lược bành trướng xuống Đông Nam Á. Vì vậy, giới cầm quyền Trung Quốc đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông với chiến lược cá lớn nuốt cá bé. Nói trắng ra, Trung Quốc đã thay nghén mưu đồ nuốt trọn Hoàng Sa từ đầu thế kỷ 20. Sau khi ký Hiệp định Geneva vào năm 1954, Trung Quốc hiểu hơn ai hết Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn thuộc về Việt Nam, được thế giới công nhận và được giao cho chính quyền miền Nam Việt Nam quản lý. Thế nhưng bằng mặt lại không bằng lòng. Tháng 10 năm 1956, ngay khi Hải quân Đài Loan chiếm đảo Ba Bình, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thừa nước đục thả câu, lập tức nhảy vào chiếm đảo Phú Lâm. Sau đó Trung Quốc bắt tay với Mỹ, để nước Mỹ làm ngơ trước các động thái của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trong tình cảnh khá đơn độc, khả năng bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa suy giảm nghiêm trọng, dù họ vẫn sở hữu lực lượng hải quân và không quân có thể nói là khá mạnh. Nhanh như một cơn gió, Trung Quốc đã tận dụng triệt để thời khắc đó để trục lợi và lên kế hoạch âm mưu xâm chiếm. Mặc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày đêm phản đối, chúng cứ hành động theo kiểu thích thì nhích, bất chấp lẽ phải, mặc kệ mọi luật pháp quốc tế để ra tay xâm chiếm. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1974, nhận ra thời khắc đã chín muồi, Trung Quốc hung hăng điều động chiến hạm đến cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Căng thẳng bắt đầu xuất hiện và leo thang từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trận hải chiến kinh hoàng như vũ bão chính thức bắt đầu. Vào ngày 11 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc ngông cuồng ra tuyên bố sát nhập các quần đảo Trường Sa vào tỉnh Phước Tuy và khẳng định yêu sách với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay lập tức, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc. Không được đáp ứng yêu cầu, chúng tỏ ra vô cùng cay cú và lập tức triển khai một lực lượng hải quân hùng hậu, trong đó nhiều tàu chiến ngụy trang thành tàu đánh cá lởn vởn đến Hoàng Sa. Lập tức, ngày 16 tháng 1 năm 1974, tàu HQ-16 của Việt Nam Cộng Hòa tức tốc ra thẳng đảo Hữu Nhật và phát hiện các đảo gần đó là Duy Mộc, Quang Hòa đều đã bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm giữ. Phía Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Trung Quốc rời khỏi các đảo thuộc chủ quyền, nhưng chúng cũng cháo trở lật mặt và yêu cầu Việt Nam Cộng Hòa phải rời ngay khỏi các đảo thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Lực lượng tăng cường của Việt Nam Cộng Hòa được lệnh đổ bộ đến các đảo nhổ cờ của quân Trung Quốc và cắm lại cờ. Khí thế dữ lắm! Các anh có sống ở thời điểm đó mới biết người Việt Nam chúng ta yêu nước như thế nào. Một lính hải quân kể lại. Khi đó, một vài vụ xô xát đã xảy ra. Súng đã nổ trên quần đảo Quang Hòa, Đun Can và một vài đảo khác. Sự kiện này đã khiến cho Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh viết báo cáo gửi Mao Trạch Đông và đề nghị dùng vũ lực. Mao Trạch Đông phê vào bản báo cáo là đồng ý và nói thêm rằng trận này không thể không đánh. Bởi Trung Quốc muốn chiếm trọn Hoàng Sa càng sớm càng tốt, vì nếu chậm chân, chúng sẽ khó làm được điều đó sau khi Việt Nam thống nhất. Vậy là sau khi thừa nước đục thả câu để chiếm đóng phần đông và phần bắc quần đảo Hoàng Sa,
gần nhóm An Vĩnh và Linh Côn. Trung Quốc giờ đây đã lên đạn để sẵn sàng đánh chiếm nhóm đảo Lưỡi Liềm, qua đó nuốt trọn quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trước việc Trung Quốc hung hăng không chịu rút khỏi đảo, phía Việt Nam Cộng Hòa quyết định phải nổ súng dạy cho chúng một bài học để chiếm lại đảo. 10 giờ 25 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974, các tàu Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu khai hỏa, dùng pháo bắn vào các tàu Trung Quốc. Tàu chiến của Trung Quốc lúc này sợ hãi, di chuyển liên tục nhằm tránh đạn và nổ pháo đáp trả. Quá đen cho lực lượng Nam Việt Nam, họ không có được tốc độ, do đó các tàu cơ động hơn của Trung Quốc có thể quyết định khoảng cách giao tranh. Hạm trưởng Trung Quốc tức tốc điên cuồng ra lệnh: "Tăng tốc tiến lên, đánh cận chiến, thọc mạnh vào!" Biết rằng các tàu của mình trang bị kém và sẽ bị áp đảo trong một cuộc đấu súng tầm xa, hạm trưởng Trung Quốc quyết định dùng lại chiến thuật, giáp lá cà. Sau 10 phút giao tranh, chiến trường đã thu hẹp từ phạm vi 2 đến 3 hải lý xuống còn vài trăm mét. Dù các bên Việt Nam Cộng Hòa đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng, nhưng đến cuối chiều ngày 20 tháng 1, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc. Về phía Trung Quốc thì có 18 lính bị chết, 67 người khác bị thương và 4 tàu khác cũng bị hư hỏng nặng. Sau thất bại trong hải chiến Hoàng Sa năm 1974 với Trung Quốc, kẻ đầu lĩnh cho tập đoàn đánh thuê cho Mỹ lúc bấy giờ là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã mạnh mồm tuyên bố phản công tái chiếm Hoàng Sa với việc chuẩn bị những máy bay tiêm kích. Thế nhưng, ông ta chỉ nói được chứ không làm được. Kế hoạch này đã không thể thực hiện giống như lời tuyên bố dõng dạc của ông, bởi Tổng thống Thiệu đã bẩm báo với Đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, bố Mỹ lại không ủng hộ kế hoạch này. Vậy là Thiệu lại cụp đuôi và im lặng. Khi đó, Mỹ đã làm lành với Trung Quốc và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm 1956, Mỹ khẩn trương đáp ứng bảo vệ Hoàng Sa, thậm chí là còn thoáng có ý định tổ chức cho Đài Loan và Sài Gòn cùng nhau phối hợp đuổi Trung Quốc ra khỏi Hoàng Sa. Tạm lấy mốc 9 năm sau, lập trường của Mỹ về Hoàng Sa vẫn không thay đổi, thậm chí là mạnh mẽ hơn qua việc Tổng thống Johnson ký chỉ thị hành pháp số 11216 đặt Việt Nam và toàn thể khu vực Hoàng Sa và Trường Sa trong vùng chiến sự, khiến cho Trung Quốc tức điên lên. Thế nhưng 9 năm sau, Trung Quốc thôn tính Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 và Nhà Trắng lật mặt và ra thông cáo: "Chính phủ Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong các cuộc tranh chấp xung đột về quần đảo Hoàng Sa, song mạnh mẽ mong muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Chúng tôi không rõ vụ đụng độ này đã nổ ra trong hoàn cảnh nào. Lực lượng quân sự Mỹ không dính dự vào vụ này. Mỹ không có lập trường trong việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Nam Việt Nam tại các đảo này." Một thái độ hoàn toàn khác với trước kia. Điều này chẳng qua do vua đi đêm Kissinger đã quân sư cho Tổng thống Nixon, bắt tay với Trung Quốc để đối trọng với Liên Xô, lúc đó đang căng thẳng với Trung Quốc, và tìm một lối thoát khỏi Việt Nam trong danh dự. Trong các vụ đi đêm đó, Kissinger đã lần lượt biếu cho Trung Quốc những món quà sau để đổi lấy chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 2 năm 1972. Ngày 10 tháng 6 năm 1971, Nhà Trắng loan báo chấm dứt lệnh cấm vận thương mại Trung Quốc kéo dài 21 năm. Ngoại trưởng Roger loan báo Mỹ sẽ thôi chống lại việc Trung Quốc tham gia Liên Hợp Quốc, song sẽ không bỏ phiếu trục xuất Đài Loan. Do đó, để trục lợi cho mình, Mỹ đã khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa. Nguyên nhân là do Hoàng Sa cũng chỉ là một trong những vật đổi chác của Kissinger đối với Trung Quốc mà thôi. Biết sao bây giờ, Mỹ còn lo giữ đồng minh còn chưa xong, làm sao cứu bồ đồng minh Nguyễn Văn Thiệu được. Ngay lập tức, chính quyền bù nhìn của Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ gây áp lực. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên cáo vào ngày 14 tháng 2 năm 1974, sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực, thì chừng ấy chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Thiệu đã không ra lệnh cho chiến đấu cơ xuất kích để oanh tạc tàu chiến Trung Quốc. Có lẽ Thiệu thông minh hơn khi sớm nhận ra tình hình. Nếu không có được sự yểm trợ hay ủng hộ của Mỹ, mà nếu có xuất kích phản công, chưa chắc đã có thể chiến thắng, mà có thể gây ra tình trạng gây chiến thêm với Trung Quốc lại càng gắt gao, trong khi tình hình Mỹ viện trợ cho miền Nam lại ngày càng bi đát. Điều này không khó lý giải, bởi họ là những kẻ mang thân phận đánh thuê cho ngoại bang. Kẻ đầu lĩnh trong tập đoàn đánh thuê này lại là Nguyễn Văn Thiệu, đã có một tuyên bố không thể rõ ràng hơn về thân phận đánh thuê của mình và đồng bọn: "Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa, thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập." Nhiều tài liệu quốc tế còn cho rằng chính Mỹ đã gây áp lực để chính quyền ông Thiệu không ra lệnh xuất kích vì không muốn đụng chạm đến Trung Quốc, lo ngại điều này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân của Mỹ. Thực chất, Mỹ còn một toan tính sâu xa hơn
làm ngơ cho Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa để tạo ra sự thù địch giữa Hà Nội và Bắc Kinh, dẫn đến sự chia rẽ giữa các nước cộng sản mà các ông lớn như Mỹ sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Nếu như Mỹ là đồng minh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, thì Liên Xô lại ra sức phản đối. Vào ngày 27 tháng 1 năm 1974, báo Sự Thật của Đảng Cộng sản Liên Xô đã có bài viết xã luận lên án gay gắt hành vi xâm lược bằng vũ lực của Trung Quốc và cảnh báo âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và Đông Nam Á. Bài xã luận khẳng định, hành động quân sự của Trung Quốc tại Hoàng Sa như một chủ trương bành trướng lãnh thổ là đe dọa cho các quốc gia châu Á. Việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp đất đai, lãnh thổ là không thể nào tha thứ. Ngay lập tức, một số nước Nam Á cũng đã lên tiếng phản đối hành vi dùng vũ lực của Trung Quốc, cho rằng bọn chúng cậy đông hiếp yếu. Mặc cho những sự phản đối gay gắt này, Trung Quốc vẫn theo khuynh hướng thích thì nhích, nhất quyết chiếm giữ trái phép toàn bộ Hoàng Sa và tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng trên quần đảo cho đến ngày nay. Anh em thân mến, cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 đã đánh dấu một trong những bước đầu tiên trong chiến lược ba bước của Trung Quốc đối với Biển Đông: kiểm soát, làm chủ và độc chiếm. Chúng bất chấp mọi thủ đoạn, mọi kế hoạch, mọi mưu lược hèn kém để tranh giành. Cho đến nay, giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn tồn tại tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Nhưng có thể thấy, Trung Quốc đã phần nào ngoan ngoãn, ý thức hơn trong việc đấu đá xâm chiếm biển đảo. Chúng ta, những thế hệ trẻ, cần phải tiếp tục góp sức mình vào công cuộc bảo vệ đất nước. Và hãy ghi nhớ câu nói, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Xin được cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em tiếc gì mà không cho một share, một like và một comment. Hỡi anh em đẹp trai và quý cô xinh gái, hãy nhấn chuông để theo dõi chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.